Hải Đăng và Mỹ Trang xin kính chào quý khán giả của chương trình Tây Ninh Ngày Mới. Kính chúc quý khán giả có một ngày tràn đầy năng lượng và thật nhiều niềm vui. Chương trình Tây Ninh Ngày Mới của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh phát sóng vào lúc 6 giờ 30 phút đến 6 giờ 40 phút hàng ngày trên TTV11 và được phát trực tuyến trên website tayninhtv.vn. Mở đầu chương trình hôm nay, xin mời quý khán giả cùng điểm lại những tin tức nổi bật diễn ra ngày qua. Tiếp tục chương trình làm việc của Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13, sáng ngày 27 tháng 1, Đại hội làm việc tại hội trường thảo luận về các dự thảo văn kiện. Thay mặt đoàn chủ tịch, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ điều hành phiên thảo luận. Trong phiên thảo luận, các đại biểu tham luận, phân tích, làm rõ các nội dung, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, củng cố tăng cường thế trận quốc phòng toàn dân, tiếp tục xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, phát huy phương châm gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân, thực hiện có hiệu quả công tác cải cách tư pháp và một số nội dung khác. Kể từ ngày 26 tháng 1 năm 2021, tại cặp cửa khẩu phụ Dàm Trắng Trâu thuộc xã biên giới Quyền Châu Thành, đối diện là cửa khẩu phụ Dông thuộc ấp Dông, xã Dông, huyện Rumiehat, tỉnh Spay Rien, Vương quốc Campuchia được phép hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa qua lại giữa nhân dân hai tỉnh. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Ngày 27 tháng 1, đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh về an toàn vệ sinh thực phẩm tiếp tục có buổi kiểm tra tại các cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thành phố Tây Ninh, gồm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thực phẩm Tinh Nguyên trên địa bàn phường 4, trường tiểu học Kim Đồng. Đoàn cũng đến kiểm tra hộ kinh doanh Nguyễn Thành Phương chuyên kinh doanh thực phẩm đông lạnh và hải sản. Năm 2021, tỉnh Tây Ninh đặt mục tiêu có thêm 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 54 trên 71 xã, chiếm 76%, trong đó đầu tư 3 xã biên giới, Phước Bình thuộc thị xã Trảng Bàng, Thành Long và biên giới thuộc huyện Châu Thành, để hoàn thành 20 trên 20 xã biên giới đạt chuẩn nông thôn mới. Trong xây dựng nông thôn mới năm 2021 của tỉnh Tây Ninh, nông nghiệp, nông thôn tiếp tục được ưu tiên phát triển. Mục tiêu đến năm 2025, toàn tỉnh có 71 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 100% số xã, 37 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, phấn đấu có 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, có ít nhất 50% huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Thưa quý vị, từ ngày 10 tháng 3 tới, phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi ở 21 tỉnh thành có thể được thưởng tiền. Nội dung được trích dẫn trong thông tư số 01 năm 2021 của Bộ Y tế mới ban hành. 21 tỉnh, thành phố có mức sinh thấp được nêu trong thông tư là thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Hậu Giang, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Khánh Hòa, Long An, Bạc Liêu, Tây Ninh, Sóc Trăng, Cà Mau, Đồng Nai, Bình Thuận, Tiền Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Bến Tre, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Kiên Giang. Ngoài ra, tại những vùng này, những xã 3 năm liên tục đạt và vượt tỷ lệ 60% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sinh đủ 2 con cũng sẽ được đề xuất Ủy ban Nhân dân cấp huyện khen thưởng, kèm theo hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật. Còn tại các tỉnh có mức sinh cao, phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ đã có đủ 2 con và tự nguyện sử dụng biện pháp tránh thai dài hạn cũng được khuyến khích hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật. Thưa quý vị, bắt đầu cuối tháng 1 này, công an các tỉnh, thành phố trên cả nước sẽ dừng tiếp nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân có mã vạch và chứng minh nhân dân chính số. Thay vào đó, công dân sẽ được chuyển sang cấp thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử. Đây là nội dung văn bản mới nhất Bộ Công an vừa gửi tới công an các địa phương. Hiện Bộ Công an yêu cầu công an các địa phương khẩn trương tiến hành xử lý, hoàn thiện, giải quyết hết số lượng hồ sơ cấp chứng minh nhân dân chính số và căn cước công dân mã vạch để trả cho công dân, đồng thời dừng tiếp nhận hồ sơ cấp mới cho hai loại giấy tờ trên. Công dân khi đến làm hồ sơ cấp giấy tờ tùy thân này sẽ được chuyển sang cấp thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử. Theo Bộ Công an, căn cước công dân gắn chip điện tử có nhiều ưu điểm hơn về bảo mật, lưu trữ thông tin, đồng thời tạo thuận lợi và tiện ích cho người sử dụng. Hiện người dân cả nước vẫn đang sử dụng một số loại giấy tờ tùy thân khác như chứng minh nhân dân 12 số và chứng minh nhân dân chính số. Dù tạm dừng cấp nhưng các loại giấy tờ này vẫn còn giá trị sử dụng cho đến thời hạn in trên thẻ. Tiếp nối chương trình của Tây Ninh Ngày Mới, xin mời quý khán giả cùng cập nhật những thông tin thời tiết ngày hôm nay.
Thưa quý vị, thời tiết tại Tây Ninh hôm nay mây thay đổi, ít mưa, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 22 đến trên 32 độ C. Mực nước cao nhất tại Gò Dầu, sông Vàm Cỏ Đông là từ 0,65 đến 0,70 m. Thưa quý vị khán giả, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trong gia đình là cơ hội để chúng ta tỏ lòng biết ơn hiếu thảo đối với họ. Tuy nhiên, đây cũng là một công việc không hề dễ dàng. Một số lưu ý nhỏ sau đây sẽ giúp cho mọi việc trở nên đơn giản hơn. Thứ nhất, người cao tuổi thường hay tủi thân. Để người cao tuổi không rơi vào tình trạng khủng hoảng tâm lý, hãy tạo cơ hội cho họ tiếp xúc với nhiều người ở những lứa tuổi khác nhau, thường xuyên trò chuyện, bàn luận về những vấn đề mà họ quan tâm, luôn lắng nghe và ủng hộ họ. Thứ hai, chế độ dinh dưỡng đầy đủ và cân đối, bởi việc ăn uống không ngon miệng, hấp thụ kém khiến cho người cao tuổi dễ sụt cân, sức khỏe suy yếu. Thực phẩm cần được đa dạng để có đầy đủ dưỡng chất cần thiết tốt cho tim mạch như là chất xơ, canxi, phốt pho và vitamin D. Thứ ba, hãy khám sức khỏe định kỳ cho người mình đang chăm sóc để có chế độ chăm sóc phù hợp. Hãy để cho ông bà cha mẹ được làm những việc vừa sức mà họ yêu thích. Khuyên họ tham gia rèn luyện các môn thể thao phù hợp như là thể dục dưỡng sinh, yoga, đi bộ, chơi cờ. Bên cạnh đó, người chăm sóc cho người già cần tự chăm sóc bản thân, luôn vui khỏe, luôn có suy nghĩ tích cực để có thể chia sẻ cùng ông bà cha mẹ và cùng ông bà cha mẹ cảm thấy được quan tâm, lạc quan hơn trong cuộc sống. Quý vị thân mến, mong rằng những chia sẻ vừa rồi về thời tiết và sức khỏe sẽ giúp cho quý vị có thêm nhiều thông tin bổ ích và chủ động hơn trong việc bảo vệ sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống. Còn bây giờ, hãy đăng xin mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi chương trình Tây Ninh Ngày Mới. Quý khán giả thân mến, Liên đoàn bóng đá châu Á vừa chính thức quyết định hủy vòng chung kết giải Futsal châu Á 2021, đồng thời đang xem xét phương án lựa chọn các đội tham dự World Cup. Theo phương án được AFC tính đến, đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ có cơ hội tham dự World Cup 2021. Đại dịch COVID-19 bùng phát khiến AFC quyết định hoãn vòng chung kết Futsal châu Á 2020 tại Kuwait. Ngoài giải Futsal châu Á, AFC cũng đã hủy hai giải bóng đá trẻ là U16 và U19 châu Á trong năm nay. AFC có thể sẽ lựa chọn đại diện dự World Cup bằng cách xếp hạng các đội theo kết quả của 3 giải Futsal châu Á gần nhất được tổ chức vào các năm 2014, 2016 và 2018 để chọn ra 5 đội đứng đầu tham dự Futsal World Cup. Nếu phương án này được thông qua, đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ tham dự World Cup 2021 do xếp ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng châu Á. Ở 3 giải Futsal châu Á gần nhất, tuyển Futsal Việt Nam đều vượt qua vòng bảng. FIFA Futsal World Cup 2021 diễn ra trong thời gian từ ngày 12 tháng 9 đến ngày 3 tháng 10. Hiện tại đã xác định được 15 trên 24 đội tuyển tham dự. Vòng chung kết còn 9 vé chưa có chủ, gồm 4 vé của khu vực CONCACAF và 5 vé châu Á. Cách đây 5 năm, đội tuyển Futsal Việt Nam đã gây địa chấn khi đánh bại Nhật Bản vào bán kết giải Futsal châu Á 2016 cùng một suất dự vòng chung kết Futsal World Cup 2016 ở Colombia. Trận đấu muộn nhất của vòng 20 giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào rạng sáng mai cũng là cuộc đối đầu đáng chú ý nhất của vòng đấu giữa Tottenham và Liverpool. Đây cũng là trận đấu mà nếu giành chiến thắng, Tottenham sẽ vượt qua 9 đối thủ để góp mặt trong top 4. Trước một Liverpool đang trong đà sa sút thì thầy trò của huấn luyện viên Mourinho hoàn toàn có cơ hội để có 3 điểm đầy quan trọng. Thưa quý vị, kết quả diễn biến của vòng 20 giải Ngoại hạng Anh cùng những tin tức thể thao cập nhật khác sẽ có trong bản tin thể thao lúc 13:30 trên kênh TTV11. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Và tiếp nối chương trình, xin mời quý khán giả cùng điểm qua những chương trình giải trí vô cùng hấp dẫn có trên TTV11 ngày hôm nay nhé. Dạ, chúng cháu bàn giao hết rồi nhưng chúng cháu xin giữ lại. Hành động táo bạo của các em đã cung cấp thêm thông tin và vũ khí cho tổ chức chống càn. Đón xem tiếp diễn biến tập 3 của bộ phim Đội thiếu niên du kích Đình Bản phát sóng lúc 12 giờ. Con người mà đôi lúc mình có niềm vui, mình có nỗi buồn thì có những ngày tâm trạng. Bạn sẽ gặp lại MC Đại Nghĩa và người nghệ sĩ có gương mặt trẻ mãi và chắc chắn sẽ không xa lạ với nhiều khán giả, đó chính là diễn viên điện ảnh Ngọc Trinh trong talk show Hạnh Phúc Ở Đâu, để nghe chị chia sẻ nỗi lòng của mình vào lúc 15:35 quý vị nhé. Tối nay anh Đăng mời tôi đi ăn cơm với gia đình của ảnh. Buổi ra mắt với gia đình của Đăng sẽ diễn ra như thế nào? Liệu Mai Hoa có để xảy ra sai sót? Đón xem diễn biến ở tập 11 của bộ phim Kén Mẹ Chồng phát sóng lúc 21:20. Lòng hiếu thuận của mọi người Dung Mỗ có thể hiểu được. Với tình hình hiện tại của Bạch Lão Tiền Bối đây, nếu mọi người đưa ông ấy về núi, chặng đường đi này vừa xa lại vừa gặp gần. Dung Tĩnh Phong vì sao lại một mực muốn giữ Bạch Lão Tiền Bối ở lại Long Ngâm Thành?
Mời quý vị cùng đón xem tiếp diễn biến ở tập 36 bộ phim Mộ Bạch Thủ, phim phát sóng độc quyền trên TTV11 lúc 20:20. Và quý vị đừng quên nhắn tin trả lời câu hỏi sau mỗi tập phim của chương trình đồng hành cùng Phim Giờ Vàng để nhận được những giải thưởng vô cùng hấp dẫn. Thời lượng dành cho chương trình Tây Ninh Ngày Mới của TTV11 đến đây xin được khép lại. Chân thành cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Và đừng quên đón xem chương trình Tây Ninh Ngày Mới được phát vào lúc 6:30 hàng ngày. Quý vị có thể xem trực tuyến trên website tayninhtv.vn hoặc cài ứng dụng Tây Ninh TV để có thể xem chương trình ở bất cứ nơi đâu. Còn bây giờ thì Hải Đăng và Mỹ Trang xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.